Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Chính phủ tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tại cuộc họp, Bộ Y tế báo cáo dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Đến 18 giờ ngày 2 tháng 8, cả nước có tổng số ca nhiễm là 620 ca, đang điều trị 242 ca và 5 trường hợp tử vong. Hiện tại, với số liệu về các trường hợp mắc bệnh cho thấy nguồn lây nhiễm chính là tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, với mức độ lây nhiễm rất cao, lây lan ra cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương. Tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe con người, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, người dân cần bình tĩnh, theo dõi sát các trường hợp có liên quan đến vùng dịch, đi qua vùng dịch, đồng thời giám sát các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có bệnh nền. Về vấn đề tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Phó Thủ tướng nhấn mạnh không nên bàn luận về vấn đề này cùng với dịch, phải tách bạch hai vấn đề phòng chống dịch và tổ chức thi. Cần có chỉ thị cho phù hợp với tình hình mới. Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi người dân phải bình tĩnh, chủ động, không chủ quan, hoang mang. Những địa phương không phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì phải đảm bảo mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đề nghị ngành y tế không để xảy ra ổ dịch tại các bệnh viện, cơ sở y tế, xử lý nghiêm những ai đưa tin đồn, tin giả gây hoang mang. Yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người và tin tưởng vào giải pháp chống dịch của chính phủ.